Rồi, chào các bạn đã quay trở lại với cái video tiếp theo mình nhé. Thì cũng lâu lắm rồi không có làm video chia sẻ các bạn xem. Hôm nay làm cái video này muốn chia sẻ các bạn một cái vấn đề, đó là thời gian tới ấy, mình sẽ trả lại cái phòng này cho bà chủ, mình không có thuê nữa. Cho nên là mình sẽ cần chuyển đi một nơi khác. Và cái nơi này thì mình không biết là cái chỗ nó có được rộng rãi ngon lành như này không, cho nên mình sẽ cần phải bán đi một số thứ mà mình đang có để cho nó tiết kiệm diện tích các bạn. Thì ngày hôm nay mình muốn nói các bạn là mình sẽ bán đi cái ghế này, cái ghế gaming mình đang ngồi này đó. Mình hay ngồi mình làm video cũng như mình livestream các bạn xem. Thì các bạn cũng biết là cái ghế này mình mua được khoảng cỡ gần một năm nay thôi, cũng chưa có lâu đâu. Ghế này thì mình rất là ít ngồi, chỉ trừ khi mình livestream hoặc là mình ngồi để mình quay video các bạn thì mình ngồi, mình rất ít ngồi ghế này. Tại các bạn biết là mình còn nhiều công việc khác nữa chứ không phải là mình cứ ngồi nhà tối ngày, cho nên ghế này rất ít ngồi. Một ngày ngồi tầm khoảng cỡ 3 tiếng hoặc 4 tiếng chứ không ngồi nhiều. Cho nên cái ghế này còn rất là mới và cái da của nó vẫn còn rất là tốt luôn. Thì hôm nay muốn thông báo các bạn như vậy. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem qua cái ghế của mình. Để bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình nhé, mình sẽ ship cho các bạn. Cũng như là nếu bạn nào mà đang sống ở Đồng Nai hoặc Biên Hòa này, các bạn có thể đến tận nơi các bạn xem để các bạn mua nha. Rồi ok, giờ mình sẽ cho các bạn coi ghế nha. Thì đây là cái ghế gaming của mình này các bạn. Ghế này là ghế Extreme ha, Extreme Zero. Các bạn có thể lên mạng các bạn xem thông tin. Thì cái dòng Extreme này là một cái dòng ghế gaming giá rẻ mà hầu như ở Việt Nam anh em chơi game Việt Nam khoái mua ghế này. Thứ nhất là ngồi cũng ngon. Thứ hai là cái giá nó mềm các bạn, giá nó mềm, giá nó không quá cao. Nếu như các bạn có điều kiện thì các bạn có thể mua những cái dòng cao cấp, ví dụ như là Alpha hoặc là DX Racer hoặc là AK Racing, những cái dòng cao cấp như vậy thì nó phải có cái giá là tầm cỡ 10 triệu trở lên ha. Còn thằng này thì giá nó mềm lắm. Cái này thì nó có hai phiên bản. Cái phiên bản đời đầu là cái dòng nó ghi đây là Extreme Zero, và cái lưng này nè nó sẽ có cái chữ Zero to lắm. Còn cái dòng này là dòng Extreme Zero V2 bạn nhé, Extreme Zero V2 có nghĩa là phiên bản thứ hai. Cái phiên bản này thì nó to hơn cái phiên bản đầu một chút xíu, nhưng mà ngồi rất là sướng các bạn, ngồi rất là sướng, cái cảm giác mà ngồi cái dòng này rất là sướng. Thì cái dòng Extreme Zero đời đầu ấy, bây giờ giá mới ở hiện trường bây giờ là nó thị trường bây giờ là nó có khoảng là 2,5 triệu đến 2,7 triệu. Thì mình thấy thường thường là bán giá 2 triệu 7 là nhiều, 2 triệu rưỡi thì chỉ một số shop thôi, nhưng mà gọi hỏi thì cũng bảo là hết hàng, đa số là 2 triệu 7, chắc là người ta muốn độ giá. Còn cái dòng Extreme V2 này thì mình khảo sát trên thị trường là giá nó tầm khoảng cái 4 triệu đến 4 triệu 2, nhưng mà mình mua được của một cái shop này ấy, là lúc nào người ta cũng chỉ bán giá là 3 triệu 8 đến 3 triệu 9 thôi. 3 triệu 8, 3 triệu 9 thì hồi mình mua cái ghế này là 3 triệu 8 các bạn, 3 triệu 8 ha, 3 triệu 8 hơn một chút xíu, 3 triệu 8 mấy chục á. Thì cái dòng này ngồi khá là đã luôn. Và chia sẻ các bạn là cái dòng V2 này, bạn nhìn cái kiểu thiết kế của nó gần gần giống như là cái dòng cao cấp của AK Racing hoặc DX Racer, chứ nó không có bị mang cái dáng dấp rẻ tiền ha. Đấy, cái kiểu thiết kế của nó. Thì mình lựa chọn cái dòng này là màu đen viền trắng, viền trắng để nó có cái viền màu trắng này nó nổi bật lên, nổi bật lên nhìn cho nó hay hay. Còn một cái dòng mà đen hết luôn, đen thui luôn, viền đen luôn thì cái dòng đó mình không thích, tại nó đen quá, nó đen quá, nó tối tăm quá các bạn. Còn một cái dòng nữa là đen viền đỏ đấy, thì cái dòng mà Extreme này, Extreme V2 này thì nó lại chỉ có một màu đen thôi, nó phối cái viền khác lên, ví dụ như viền đỏ, viền trắng, viền đen, nó có ba màu như vậy. Thì mình lấy cái dòng viền trắng, còn cái dòng viền đỏ thì mình không thích. Đấy, đây cho các bạn coi cái ghế nha. Này, đây là cái chỗ chúng ta ngồi này, chúng ta đặt mông ha. Thì ở chỗ này chúng ta có cái gối để tựa lưng này, nó có chữ Extreme. Extreme thì nó cái chữ E nó làm màu đỏ cách điệu để cho nó nổi lên. Đấy, đây thì nó làm những cái vân như kiểu như này.
ghế vẫn còn rất là mới bởi vì mình rất là ít ngồi các bạn, rất là ít ngồi. Và chia sẻ các bạn luôn là ở cái dòng V2 này ấy, thì các bạn ngồi cái da này nó không có bị lún nhiều, nó không bị lún nhiều. Còn cái dòng mà V1 bạn ngồi ấy, nó lún xuống thấy rõ luôn. Nó giống như là bạn ngồi ghế salon rẻ tiền và ghế salon mắc tiền đấy. Đó. Còn cái tay cầm này ấy, thì nó chỉ có đưa lên thôi các bạn nha. Nó chỉ có đưa lên thôi. Đây này. Cái này mình ít đưa, mình ít xài lắm nên là nó hơi cứng. Nó hơi cứng. Đây mình mở bên này để cho dễ. Do là mình ít xài cái tay này lắm. Cái tay này thường thường là xài thì nó sẽ mềm hơn, nhưng mà cái này mình ít xài nó hơi cứng. Đâu rồi? Đây các bạn, đưa xuống chứ quên, lại đưa lên. Mình đưa lên hết cỡ rồi, giờ phải đưa xuống. Mình lại đưa lên. Cho nên là hơi cứng các bạn. Sorry các bạn nhé. Đấy, đưa xuống này. Đưa lên này. Đấy. Thì bạn nào mà có cái chiều cao tầm khoảng có 1m7 hoặc 1m75 á thì bạn cho cái này nó thấp xuống như này này. Cho này nó thấp xuống thì bạn ngồi thoải mái hơn. Do mình hơi lùn cho nên là mình lại để này cao thì mình đưa để tay lên thì nó ok hơn. Đấy. Ghế này thì nó có thể là nó ngả được như này luôn. Thấy không? Đấy, ngả gần coi như là gần 100 gần coi như là 180 độ luôn. Đây để xa xíu cho các bạn coi này. À, thấy không? Đó, nó ngả gần như là 180 độ luôn. Đấy, bạn có thể nằm nghỉ thoải mái. Cái ghế này dành cho trọng lượng tầm khoảng cỡ 90 kg đến 95 kg ngồi thoải mái luôn các bạn nha. Nằm dài như này luôn nè, nằm dài như này luôn nha. Đó. Chứ không có lo gì đâu. Khung rất là chắc chắn. Và tiện đây thì cũng chia sẻ các bạn luôn là cái dòng V2 này ấy, tất cả cái bộ khung của nó đều là khung thép hết chứ không có khung nhựa và gỗ. Chứ cái dòng V1 đời đầu á, cái dòng đời đầu á thì nó lại là kiểu như là ốp ván á, ốp ván ép á. Cho nên là nó không được chắc chắn được lắm. Đấy. Dây này dây tăng đai của cái gối trên, cái này là gối dựa lưng. Đây các bạn. Đây, gối trên này. Rất là êm. Thì mình cũng không phải là dân review chuyên nghiệp cho nên là mình chỉ quay cho các bạn coi hiện tượng của cái ghế hiện tại bây giờ của mình như thế nào thôi. Đấy. Rất là êm các bạn. Đấy, ngồi rất là sướng. Rồi mình sẽ quay ở phía dưới gầm ghế cho các bạn coi nha. Đây là ở phía dưới gầm ghế này các bạn. Gầm ghế thì các bạn nhìn này. Cái này ấy, nó làm một cái khung sắt. Đấy, một khung sắt như thế này. Sau đó nó tăng như dù các bạn này. Tăng như dù, ba sợi dù tăng đây. Rất là cứng cáp vô cùng ha. Và cái khung này khung sắt. Còn trên cái thằng mà V1 á, trên cái thằng V1 á thì nó không được như này. Cái thằng V1 nó không được như này và nó không có dây tăng dù này luôn. Nó hơi yếu. Thì thứ nhất là cái dòng đó là cái dòng đời đầu nó ra, nó chưa có được nhận được nhiều cái đóng góp phản hồi từ khách hàng, cho nên là nó chưa cải thiện gì hết. Còn cái dòng này thì người ta đã nhận được rất là nhiều những cái ý kiến của khách hàng, cũng như người ta nghe lời của khách hàng đó, đón nhận những cái phản hồi của khách hàng đó. Nên người ta đã cải thiện rất là nhiều, cũng như là cái chất liệu của nó cũng ngon lành hơn ha, chất liệu nó ngon lành hơn cho nên là cái giá thành của nó cũng cao hơn. Thì cái dòng V1 hồi xưa nó mới ra nó cũng ở tầm khoảng là 3 triệu mấy 4 triệu các bạn. Nhưng mà về sau thì nó giảm giá. Còn thằng này ra sau thì nó cũng giá vậy thôi, không khác gì hết. Cái chân này là bằng gang các bạn nhé, chân bằng gang. Đấy, gang rất là chắc chắn, không phải bằng nhựa. Còn cái dòng V đời đầu thì như bằng nhựa thì phải. Cái dòng đời đầu thì bằng nhựa, thằng này là bằng gang sắt đấy. Rất là chắc chắn. Đấy. Nói chung là khá là ok, các bạn cứ yên tâm. Đó, đây là tổng thể của cái ghế các bạn coi. À, tổng thể của ghế. Thì cái này nếu như mà các bạn mà lấy mà các bạn ở xa đó, mình sẽ gỡ hết ghế ra luôn. Gỡ hết ghế ra và đóng thùng lại. Mình vẫn còn thùng mà của ghế lúc thùng zin của ghế luôn đó, lúc mình mua vẫn giữ lại nguyên luôn, thùng xốp đồ này kia còn nguyên hết. Mình gỡ hết ra, mình để vào đóng thùng lại giống như lúc mình mới mua. Về các bạn chỉ việc là xem theo cái tờ hướng dẫn bên trong các bạn ráp. Và các bạn có thể coi lại cái clip mà mình ráp cái ghế này để các bạn ráp. Ráp dễ lắm, đơn giản, chẳng có gì cả. Để các bạn xài thôi. Cái ghế còn rất là mới. Đó.
ghế của mình được cái mình ngồi nâng niu lắm chứ không giống như người ta mà ngồi cứ xoay lượn lung tung. À, cho nên là ghế nó còn rất là mới. À, thì bạn nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ mình nha. Đây, ở đây nó còn có chữ Extreme 0V2 ha. Extreme 0V2 nó làm cách điệu này rất là đẹp. Còn cái dòng kia thì nó là Extreme 0 thôi, cái chữ 0 nó viết to lắm. Thằng này nó chỉ viết cái chữ Extreme 0 nhỏ nhỏ này thôi. À, cái dòng mà nếu mà các bạn mà ngồi cái dòng này là người ta nhìn vào người ta đều biết là dòng V2 bởi vì nó màu đen. Nó chỉ có màu đen và viền thôi. Còn đằng kia là nó làm cái màu thì to, cái viền thì nhỏ. Đấy. Rồi thì cái ghế này á, nếu như bạn nào mà lấy thì mình sẽ để một cái giá rất là mềm với các bạn. À, giá là 2 triệu nha. Giá là 2 triệu và các bạn mà phải chịu tiền ship nha. Các bạn phải chịu tiền ship bởi vì cái ghế này nó khá là nặng. Tiền ship nó rất là tốn tiền. Cái ghế này lúc mà mình mua mình phải chịu tiền ship là khoảng 200 hơn 200 ngàn á. 200 hơn 200 ngàn nhưng mà bên shop người ta hỗ trợ cho mình đâu được 20-30 ngàn gì á. Có cái mã giảm giá trên Lazada đó. Tại cái shop này đợt đấy nó có trên Lazada nên mình đặt trên Lazada luôn. Thì mình được cái mã giảm giá mình áp vô mình rẻ được đâu 20-30 ngàn gì đấy. Còn các bạn mà bây giờ các bạn lấy ghế thì các bạn phải chịu tiền ship nha. Chịu tiền ship cho mình tại vì ghế này nó khá là nặng. Nó tầm khoảng 25kg á. Nguyên một cái thùng của nó là tầm khoảng 25kg. Thì các bạn chịu tiền ship cho mình. Mình sẽ chuyển phát nhanh cho các bạn. Ha. Cái tay này á, do là cái nhựa, nó bằng cái nhựa cho nên là nó cái chỗ này nhìn nó hơi bị bạc bạc tí. Nhưng mà không phải là do mình bị cà đâu, bị quẹt ở đâu mà nó bị vậy đâu các bạn nha. Các bạn cứ yên tâm đi. Cái này là nó lúc mình mua sao là vậy luôn á. Tại mình ngồi thì cũng lắm chỉ để tay về thôi, đâu có bị chảy chuỗi đâu. À, ghế còn rất là mới và đẹp. Ghế này cho các bạn ngồi bắn game, các bạn live stream là vô tư luôn, thật sự mà nói. Tại vì do là mình phải chuyển nhà. Mình chuyển nhà cho nên là cái chỗ mới của mình, cái phòng nó nhỏ lắm các bạn. Cái phòng nó nhỏ lắm, nó không để vừa cái ghế này. Cho nên tạm thời mình phải bán cái ghế này thôi, chứ thôi giờ cầm đi cũng chả có chỗ để luôn. Thật sự là như vậy. À, giờ phải ngồi lại cái ghế nhựa các bạn, phải ngồi lại bằng cái ghế nhựa thôi, cái ghế nhựa chắc hơi bị đau đít đấy. Đấy. À, thôi đành chia tay với em nó và hy vọng rằng trong tương lai các bạn vẫn hỗ trợ cho mình, ủng hộ cho mình để mình có điều kiện mình sẽ nâng cấp lên một em AK Racing hoặc là Deck Racer gì đó ngồi cho nó sướng hơn nha. Còn cái ghế này bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình, đặc biệt là bạn nào ở Biên Hòa thì gọi điện trực tiếp với mình luôn và qua xem ghế tại nhà luôn. Mình sẽ mang ghế này về nhà mình và các bạn đến các bạn xem. Sau đó các bạn trở về luôn cho nó tiện, đỡ phải tốn tiền ship. Mình sẽ đóng thùng cà tông của nó lại, đào hàng cho các bạn trở về thôi là ok. Thì cái ghế này mình bán với giá là 2 triệu các bạn nha. 2 triệu và không có tiền ship, các bạn phải chịu tiền ship cho mình nha. Còn bạn nào ở Biên Hòa thì ghé xem ghế là lấy luôn, ghé trực tiếp xem ghế là lấy luôn. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Các bạn ủng hộ mình bằng cách là chia sẻ cho nhiều người xem. Để ai có nhu cầu thì lấy cái ghế này về xài các bạn nha. Ok, chào các bạn và hẹn các bạn vào những video tiếp theo nha. Xin chào các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.